sound? Camera. Rolling. All right, and... Action. All right, cut. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. All right? Yeah, cool. Like, how much further? Like, A little more. Xin chào tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, Nhà Thanh TV đây. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video về backroom nhé. Ok, let's go. Để mình tua lại cái đoạn đầu nhé, các bạn đợi mình xíu. Lại là mình đây. Bây giờ đoạn đầu đây. Bây giờ cái video này hình như nó quay vào ngày mà cái này hình như là nó vào ngày mùng 7 tháng 9 năm 2009 à? Mình cũng không biết được. Các bạn ạ, thôi, kệ đi. Các bạn ạ. A little more. Anh chàng bắt đầu hello, xin chào. Hello? Xin chào mắt nhìn. Hey guys. Không ai luôn. Chẳng có thể đâu nhỉ. Có chứ. Đường nào này. Hello? Ui. Để mình tua lại cho bạn xem nhé. Chuẩn bị cái đoạn này này. Quay đầu lại nhé. Hello. Ui, mình ấy chậm quá. Đây. Bạn nhìn này. Hello. Đây, bạn thấy không? Yên. Đấy, bạn thử thấy cái gì của con gì đi không? Này. Cái đầu hay cái tay của con gì ấy đây này. Đấy, mình nghĩ là cả một cái thực thể đấy bạn ạ. Để mình làm lại cái này. Đợi đây. Ôi trời nhỉ. Cái khúc này là anh ta đang... Xin lỗi các bạn nhé. Đợi mình làm lại xíu. Đâu rồi? Anh ta phải đi đâu. Đây này. Có cái tay của sinh vật gì ấy bạn ạ? Cái sinh vật này thì mình cũng không biết được. Hoặc là sinh vật gì. Thôi kệ bạn. Tiếp tục. Is someone there? Someone there. Wow, nếu không mình giúp tiếng Anh thì là mình dịch được các bạn ạ. Ở đây có một cái thang. Oh my god. Cái này là cái thang anh chàng đã trèo lên. Can anybody hear me? Everybody. Hello. Hear me, me, or tôi.
nói gì với tôi thì như là bạn có ở đây không à? Không phải đâu. Nhìn những bước thế này nó sẽ không biết được những gì mà có mũi tên của những người đi trước các bạn, những người đi giấu ở đây. Ok. What the hell? Đây có người mũi tên. Cái gì đấy? What the hell? Đây cái lỗ của những người mũi tên là lỗ ở đây là Don. Đây có ghi là Don Mover. Don Mover Style. Tay steel à? Don't move the tay. Tay cái chữ cuối chữ gì ấy? Mày không biết à? Mày không biết à? Oh my god các bạn ơi. Mình nhìn thấy thực thể này. Mình tua lại cho các bạn nha. Nè. Các bạn thực thể nó xuất hiện này. Thực thể này cũng không biết được. À, hai chiếc này thực thể. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Thực thể này. Mình cảm giác nó làm từ sắt à? Thế sao mà nó đi nó không giống con người gì hết vậy? Thì nó là thực thể trong mic room mà sao đi giống con người được? Ha, mình hỏi ngu quá. Này. Người nó giống y hệt cái người que ấy. Các bạn ạ, ok, tiếp tục xem tiếp. Anh chàng. Các bạn này, holy shit man, giờ mình mới nhận rõ nó là thực thể này giống y hệt một người sắt các bạn ơi. Đầu nó mỏ nhọn, nó giống cảm giác cái này nó thật bạn nhé, cái này được làm từ sắt, xong nó cuộn cuộn vào ấy, cuộn cuộn vào hình tay chân với cả người, còn đầu nó giống y hệt đầu sắt các bạn. Ok, tiếp tục xem. Đây tức là sao cái level mới là nhưng mà biết được nhưng mà không phải là không phải anh ta nữa đi tiếp đi tiếp rồi này tiếp anh ta bật công tắc hay áo tự tắt đấy. Nó mà tự tắt tự bật thì kinh lắm. Và anh ta bật công tắc thì chẳng sao. Window à? Cái này là window cửa sổ. Cái mắt này mắt bao nhiêu thì không biết được. Nhưng mà nó là mát 279 hay là 279. Window.
biết anh ta làm cái gì với gái chạy điên đây. Free acid tức là chạy phi lửa, lửa chạy, chạy lửa. Acid đấy tức là chạy lửa không phải free acid. Sorry các bạn, sorry. Lên ta, lên ta, lên ta, lên cửa thang anh ta, điên rồi. Mở cánh cửa ra. Không đây có gì không? Nào, không đây có gì không nào? Không biết thể kéo điểm anh ta cũng không nhỉ? Không dạng như những cửa không gian mới của bất hưu này. Hộp gì mới không biết được. Cái cả này nó cũng giống sinh vật kia nhưng mà khác mỗi cái đồng là cái loài cái gì rồi. Cái tay chân bằng sắt 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 giống y hệt nhau ấy. Còn lại là cái này như là xịn hết à? Không phải, mình thấy cái loài cái đầu gì ấy bạn ạ. Ok. Như có răng nanh sao ấy. Vào đây không nữa. Cái này. Không xin vào đấy đâu anh ta. Oh my god. Có là backroom ở trên trời à? Hay sao mình hãy xin vào đấy nó bỏ nó đủ anh ta xuống xong rồi anh ta vừa lại lấy. Chết thôi. Thôi bạn ơi, cái video của mình thì cũng là dài rồi ấy. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video sau nhé. Bye bye.